Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trưa thứ hai, ngày 24 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Sau đây là một số thông tin nổi bật của chương trình thời sự. Đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, tính đến 21 giờ hôm qua 23 tháng 5, thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo luật định, toàn tỉnh có 99,8% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã thành công tốt đẹp. Gần 237.000 cử tri các dân tộc trong tỉnh đã nô nức đi bầu cử với niềm phấn khởi, tự hào, hăng hái tham gia thực hiện tốt quyền công dân của mình tại 763 tổ bầu cử. Các huyện, thành phố đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99%. Thành phố Bắc Cạn đạt tỷ lệ 99,99%. 701 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Có thể nói qua cuộc bầu cử đã thể hiện sự tin tưởng đồng lòng của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị tạo nên thành công của cuộc bầu cử. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác tuyên truyền được thực hiện hiệu quả từ rất sớm, nên ở nhiều nơi trong tỉnh, cử tri đồng bào dân tộc thiểu số là những người tích cực nhất trong việc thực hiện nghĩa vụ của công dân. Mặc dù tỉnh Bắc Cạn chưa có ca mắc COVID-19, nhưng trong cuộc bầu cử ngày hôm qua, công tác tổ chức các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này được các tổ bầu cử thực hiện một cách tích cực và có tinh thần trách nhiệm. Hầu hết các tổ bầu cử đã phân chia, bố trí thời gian bỏ phiếu phù hợp theo từng thôn bản, tổ dân phố, đảm bảo không tập trung cử tri quá đông vào cùng một thời điểm bầu cử. Mục tiêu quan trọng nhất là kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn. Thời gian qua, từ nguồn vốn chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, tỉnh Bắc Cạn đã đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng để triển khai dự án ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển cây cam sành tỉnh Bắc Cạn. Thông qua dự án đã tuyển chọn được 40 cây cam ưu tú để khai thác mắt ghép phục vụ mở rộng mô hình trồng cam sành, xây dựng mô hình trồng mới 10 ha, mở rộng 10 ha thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Sau 3 năm triển khai dự án, từ năm 2018 đến 2020, cho thấy cây cam sành của mô hình có năng suất đạt 20 tấn trên 1 ha, tăng 15-20% so với trước. Quả to, đẹp hơn, giá bán cao hơn từ 3.000 đến 5.000 đồng 1 kg so với cam ngoài mô hình. Ngoài ra, người dân tham gia mô hình còn được chuyển giao khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, phục vụ mục tiêu mở rộng thêm từ 300 đến 500 ha cây cam sành trong giai đoạn 2021-2025. Tranh thủ thời tiết có mưa, đất ẩm, hiện nay người dân huyện Ba Bể đang tập trung trồng rừng, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch khung thời vụ. Năm nay, huyện Ba Bể có kế hoạch trồng mới 400 ha rừng, trong đó trồng cây phân tán là 50 ha, còn 350 ha là trồng lại rừng sau khai thác và trồng rừng từ các chương trình dự án khác. Đến thời điểm này, người dân đã trồng được hơn 200 ha cây phân tán, đạt trên 400% kế hoạch. Hiện nay, Ban Quản lý Chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững của huyện và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể đang cấp giống cây trồng đảm bảo theo đúng kế hoạch giao. Diện tích trồng rừng sau khai thác đã được gần 86 ha, đạt 24,5% kế hoạch giao. Trong đó, tái sinh chồi là gần 80 ha, trồng lại sau khai thác gần 9 ha. Người dân tự đầu tư trồng rừng mới được gần 20 ha. Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh, toàn huyện Ba Bể đã trồng được trên 4.300 cây các loại, chủ yếu là mỡ, lát và cây dổi. Hiện nay đang là thời điểm vụ trồng rừng, thế nhưng nhiều vườn ươm trên địa bàn tỉnh không xuất bán được cây giống lâm nghiệp. Vậy nguyên nhân nào khiến các cơ sở sản xuất cây giống trồng rừng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm? Phóng sự dưới đây sẽ giúp quý vị phần nào hiểu thêm về vấn đề này. Xí nghiệp giống và tư vấn nông nghiệp Nông Thịnh, huyện Chợ Mới, năm nay sản xuất trên 70 vạn cây giống lâm nghiệp, gồm mỡ, keo, quế, bồ đề, xoan, thông, lát. Mọi năm vào thời điểm này, đơn vị đã xuất bán hết sản phẩm cây giống. Vậy nhưng hiện tại, lượng cây đang tồn ở xí nghiệp vẫn còn khoảng hơn 60%. Do không tiêu thụ được cây giống, nên thu nhập của các công nhân làm việc tại đây bị ảnh hưởng không nhỏ. Thu nhập thấp, khoản thua. Nói chung là ở làm ở đây thì không cạnh tranh được với họ đâu. Họ mang cây từ Phú Thọ đâu về nhiều lắm, không phải mỗi cây mình đây đâu, nhưng không bán được đâu. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều vườn ươm cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dù vụ trồng rừng sắp vào giai đoạn kết thúc, song hiện các vườn đều vắng bóng người mua. Toàn tỉnh hiện có gần 90 vườn ươm cây giống trồng rừng,
Ở thời điểm hiện tại, trung bình mỗi vườn mới chỉ cung cấp ra thị trường khoảng từ 20 đến 30% sản phẩm. Thậm chí có đơn vị còn chưa xuất bán đến 10% tổng số cây được gieo ươm. Cái cơ sở ươm của người dân ấy, tự phát thì rất là nhiều, tràn lan, mang đến tận nơi, người ta không phải đi mua. Đâm ra là cũng có vườn nó cũng chậm. Ngoài những nguyên nhân kể trên, lý do khiến các cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp quy mô lớn trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ còn xuất phát từ việc một số hộ tự ý thành lập cơ sở ươm cây giống nhưng chưa đủ điều kiện sản xuất theo quy định mà vẫn xuất bán, chưa qua kiểm định của các cơ quan chức năng, đã khiến cho thị trường cây giống bị tác động mạnh. Hơn nữa, thói quen và nhu cầu mua giống cây trôi nổi từ các tỉnh ngoài với giá bán thấp của nhiều hộ trồng rừng cũng làm cho các vườn ươm trong tỉnh khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra. Theo quy định, các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp phải được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh cây giống, chứng minh được nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của cây mới được xuất bán. Tuy nhiên, việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về chất lượng cây giống đang gặp nhiều khó khăn do người dân thiếu hợp tác. Tôi địa bàn tuyên truyền cho bà con đã mua cây giống để trồng rừng ở những nhà vườn có uy tín, không được mua những loài giống trôi nổi. Cũng theo lực lượng kiểm lâm, việc tăng cường công tác tuyên truyền để người dân sử dụng nguồn cây giống tại các cơ sở uy tín là giải pháp vừa giải quyết được vấn đề đầu ra cho các cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp trong tỉnh, vừa góp phần thúc đẩy phát triển trồng rừng mang tính bền vững và cho hiệu quả cao. Nếu như trước đây chợ Châu Bò Nghiên Loan huyện Pác Nạm được họp vào ngày mùng 3 và ngày mùng 8 âm lịch, tức 5 ngày một phiên, thì nay chuyển sang họp vào ngày mùng 2 và ngày mùng 7 hàng tháng. Theo lãnh đạo xã Nghiên Loan, do nhu cầu của các tiểu thương đến chợ và tự tập kết châu bò từ ngày mùng 1, mùng 2 âm hàng tháng, đến đầu năm 2021, chợ Châu Bò chính thức đổi ngày họp chợ chính là các ngày mùng 2, mùng 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng. Ngày họp chợ trùng với chợ châu bò Công Bằng, do đó lượng châu bò được mang đến đây tăng đột biến so với trước. Chuyển ngày ấy thì nó rất là do cái tăng cái lượng châu bò đến địa phương, đến chợ xã ấy thì là do là tăng là ở các địa phương khác người ta chuyển đến. Hiện nay là đối với cái việc chuyển ngày là nó cũng không gây gì khó khăn, bà con vẫn đến đầy đủ. Được biết, chợ Châu Bò Nghiên Loan được hình thành từ năm 1988, chợ nằm cách quốc lộ 258B khoảng 500m. Có vị trí địa lý thuận lợi cho việc tập trung châu bò để trao đổi buôn bán vận chuyển. Đây là chợ đầu mối quan trọng và lớn nhất tỉnh Bắc Cạn. Hiện nay, trung bình số lượng châu bò được giao dịch mỗi phiên từ 700 đến 1.200 con. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là tái phát bệnh, dịch ở những ổ dịch cũ, công tác tiêm phòng đang được các địa phương tại huyện Chợ Đồn tập trung thực hiện. Huyện Chợ Đồn đã tiêm phòng đợt 1 từ giữa tháng 4 đến hết tháng 5. Các xã thị trấn đã phân công cụ thể cho cán bộ phụ trách từng thôn, thông báo lịch tiêm phòng cụ thể để bà con giữ gia súc ở nhà tiêm phòng kịp thời, đúng tiến độ. Đến nay, toàn huyện đã tiêm vaccine lở mồm long móng cho đàn châu bò được gần 3.300 liều, đạt 77% kế hoạch. Vaccine tụ huyết trùng cho châu bò được hơn 3.200 liều, đạt 77% kế hoạch. Hiện tại, huyện Chợ Đồn, tình hình dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, song song với công tác tiêm phòng, huyện Chợ Đồn cũng tập trung vận động nhân dân vệ sinh tốt chuồng trại chăn nuôi, tiêu độc khử trùng quanh khu vực chuồng trại, tránh lây lan dịch bệnh. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi những thông tin trong tỉnh. Và ngay sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.